Audio Jungle. Chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi. Thì cái clip hôm nay mình sẽ nói về quy trình chăm sóc cây bơ búp để cho bà con nắm rõ được những bà con nông dân nào ở xa và không có rõ về cây bơ búp. Thì bà con có thể xem ở trên mạng và xem trên clip này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết và nói rõ về những cái vấn đề cần bón phân, cần chăm sóc như thế nào sau khi mà cây bơ chúng ta thu hoạch xong. Thì vấn đề này hầu như bà con chúng ta đều ai cũng cần và rất là thắc mắc, nhưng mà muốn hỏi cũng rất là khó, không có người để hỏi và nói chung là không có ai chia sẻ hết. Thì hôm nay Trái Cây Thêm Bù Lắc sẽ luôn luôn quay và hướng dẫn cho con những cái cách mà bón phân chi tiết nhất để bà con chúng ta luôn luôn có một cái mùa bơ đạt hiệu quả và năng suất cao. Thì hầu như bà con nông dân chúng ta ai cũng muốn có năng suất và có thu và có lợi nhuận, không giống so với năm 2017 là sản lượng hoa chúng ta bị rụng hết và mất trắng hết. Thì một lần nữa mình nói bà con, thứ nhất là cái quy trình chăm sóc cây bơ. Đầu tiên đó là thời kỳ sau khi thu hoạch phục hồi sinh trưởng cho cây bơ. Việc đầu tiên vẫn là việc cắt tỉa tạo tán cho cây bơ. Thứ nhất là con phải tạo tán cho thông thoáng nha, loại bỏ những cành sâu bệnh, tưới phun rửa vườn bằng các chế phẩm đặc hiệu và trị bệnh. Thì cái rửa vườn thì nói chung có rất nhiều loại thuốc để cho bà con chúng ta rửa vườn. Thì cái này thì bên mình đưa ra là dùng cái nano bạc đồng kết hợp với đồng oxy cloru, chúng ta phun qua lá hai lần cách nhau 7 đến 10 ngày. Đó là cái rửa vườn bên của Trái Cây Thêm Bù Lắc hướng dẫn cho bà con. Về cái vấn đề thứ hai đó là thời kỳ phân hóa mầm hoa, phát triển mầm hoa. Thời kỳ này là cái thời kỳ nói chung là cũng rất là quan trọng đối với bà con nông dân chúng ta. Nếu chúng ta không nắm rõ được cái thời kỳ này thì chúng ta sẽ hãm nước và cắt nước nó không hợp lý, thì làm cho cái cây hoa chúng ta nó ra hoa không có đều, không có đồng loạt, thì nó là rất là khó vào cái việc mà quản lý phun thuốc. Việc đầu tiên á là sau khi mà thu hoạch xong á thì bà con tiến hành các biện pháp như xiết nước nè, cắt nước, không tưới nước cho cây. Thì mặc dù thì năm 2017 chúng ta bây giờ là ngày 10 tháng 11 2017 á, thì vẫn còn mưa và ảnh hưởng của cơn bão số 13. Thì cái việc xiết nước chúng ta là nó vẫn chưa có ảnh hưởng gì. Chúng ta còn tới 2 tháng nữa là tới tháng 1. Thì chúng ta bắt đầu là vẫn là thời kỳ chính của phân hóa mầm hoa. Đó là cái thời kỳ xiết nước. Rồi bắt đầu là chúng ta để ý nha, cây bắt đầu chuyển từ trạng thái sinh trưởng dinh dưỡng sang sinh trưởng sinh thực. Và bất kỳ cây ăn quả nào á, mà khi chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sinh thực, khi nó giai đoạn ra hoa thì đều cần tác động của cây, có nghĩa là trong thời gian những cây này nó ngủ nghỉ chuyển sang giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng á. Thì một trong những cách tiết kiệm chi phí nhất đó, đó là bà con ta xiết nước. Và sau khi cái cây bơ chúng ta nó kết thúc cái ngủ nghỉ, cây bắt đầu phân hóa mầm hoa, thì lúc này chúng ta cần quan sát màu sắc, độ dày của lá nha. Bà con quan sát độ dày của lá, mà khi cành mẹ nó đạt độ già hóa và thành thục, lúc này là chúng ta phải tác động điều tiết ra hoa cho cây. Cái việc cụ thể nhất á, mình nói bà con luôn á, cái việc ở đây đó là cái việc bón phân gốc để mà tác động vào cái cây nó phân hóa mầm hoa. Bà con lưu ý là mình nói rất là rõ ràng và chi tiết ở cái việc bón phân này. Đó là việc bón phân gốc nha. Bón đợt 1 á thì bà con chú ý bón cho mình nè, đạm, lăn, kali theo tỷ lệ là 1:1. Tỷ lệ này giúp cho cây già hóa cành mẹ, thúc đẩy phân hóa mầm hoa. Áp dụng mà khi chúng ta thấy cây bơ chúng ta chưa già hóa hoàn toàn mà nó vẫn còn cái một cái đợt mà phát lộc, thì người ta gọi là kết thúc chu kỳ sinh trưởng dinh dưỡng á, sinh dưỡng á. Đó là bà con bón mình tỷ lệ 1:1 nha. Thì ví dụ như cây 3 năm á thì bà con bón cho mình là 0,4 kg đạm, 3 kg lăng và 0,4 kali. Đó là với cây 3 năm mà chưa già đều lá nha. Đó là mình nói bà con là bón phân đợt 1 á. Rồi cái đợt 2 á là cũng vẫn bón đạm, lăng, kali theo tỷ lệ là 1:3:3. Là cái trường hợp này là cái cành đã già hóa hoàn toàn, chúng ta áp dụng theo công thức bón phân đợt 2. Đó là già tán hoàn toàn nha. Thì hầu như bà con để ý cái vườn mình á, nếu mà nó già hoàn toàn á thì bà con nên bón tỷ lệ là 1:3:3 nha. Đạm, lăng, kali là 1:3:3. Đó mình nhắc lại rất là rõ bà con á. Thì cái lượng bón phân và tùy tuổi của cây, đường kính tán, tuy nhiên cần bón đúng tỷ lệ như đã nó hướng dẫn ở trên. Thì chúng ta bón đúng tỷ lệ, thứ nhất là nó tạo cho cái quá trình phân hóa mầm hoa của bà con nông dân nó sẽ hợp lý hơn, và khi mà nó nở hoa ra có thể là nở đồng loạt đều luôn. Thì cái bơ mình cũng nói thẳng á là khi bà con thấy nó nở khả năng từ 7:3 thì bà con chúng ta tiến hành là phun thuốc được rồi, chứ chúng ta không thể nào để cho cái bơ nở hoàn toàn 100% được. Có nghĩa là có thể là cành này nở trước và sẽ có một cái cành nở chậm, không thể nào một cây bơ có thể là nở cùng một lúc được. Cái đó là mình nói cho bà con biết.
Nên mà con khi mà thấy nó về hoàn toàn đó, nói chung là nó bắt đầu phân hóa mầm hoa và chúng ta tiến hành kích. Tỷ lệ là 73 đi, chúng ta nhắm phần chắc là 7 phần đi. Thì sản lượng 7 phần của một cây bơ nói chung là rất là nhiều rồi. Chúng ta không cần phải là kích hết hoàn toàn. Vì có những cái nhánh nó sẽ không có già hết cho bà con đâu. Đó là mình nói cho bà con tham khảo nha. Về cái quy trình bón phân á. Đó là hai trường hợp được bón phân đợt 2 tỷ lệ 133. Thì đối với cây 3 năm tuổi mình cũng khuyên bà con đó là bón 0,4 kg đạm và 3 kg lăng, 3 kg kali đối với cây 3 năm. Nói chung là tùy vào trường hợp nhân mình cũng nói rõ là hai trường hợp, bà con phải quan sát được cái đặc điểm của cây bơ của mình á, bà con ta bón nha. Thì đó là cái quy trình bón phân gốc. Đối với việc phân hóa mầm hoa mình cũng nói rõ là việc xiết nước rồi. Bà con lưu ý nha, có nghĩa là trong giai đoạn làm nụ á, bà con vẫn tưới nước cho mình bình thường nha, tưới tới lúc mà nó nở hoa luôn. Bà con tưới cho tao mình đã độ ẩm nó được đạt nó 75% thôi nha, không nên tưới quá đậm và không nên tưới quá nhiều. Chúng ta tưới sơ sơ nói chung là thấy cảm nhận được cái đất dưới cái bộ rễ nó ẩm á, chúng ta giữ ẩm. Thì cái giữ ẩm này nó rất là quan trọng. Thứ nhất là giúp cho cái hoa nó nở đều và đúng lúc. Đó là mình khuyên bà con nha, mình nhắc lại là tưới nước từ lúc có nụ, tưới cách nhau là 10 đến 15 ngày, tùy vào bà con cảm nhận được cái vùng đất mình nó nắng và nó mưa như thế nào. Tưới đến lúc mà nó nở hoa là chúng ta ngưng, không được tưới và không được phun. Cái đó là mình nhắc lại ở điểm này nha, để bà con chúng ta lưu ý á, sau khi mà hãm nước mà nó thành nụ nha. Trong khi mà giai đoạn bắt đầu mà ra hoa á, hoa phát triển á, thì giai đoạn đó bà con không được phun bất kỳ loại thuốc nào vào bón gốc và không được tưới nước luôn lúc đang nở hoa nha. Nếu bà con tưới nước giai đoạn này á, thì sẽ gây ra hiện tượng rụng hoa. Thì đó là mình nhắc nhở bà con, những bà con nông dân là chúng ta đang thắc mắc về cái vấn đề mà bón phân gốc đó. Thì sau khi mà hoa chúng ta đã thụ phấn rồi á, tầm khoảng 1 đến 3 ngày á, thì bên trái cây thơm mùa lắc có hỗ trợ cho bà con một số loại sản phẩm để chúng ta phun trong thời kỳ mà gặp thời tiết thất thường đó, có nghĩa là thời tiết mà xấu á, có mưa ẩm á, để chúng ta phun quản lý nấm khuẩn gây bệnh để cho chúng ta ngăn chặn tình trạng mà hoa nó bị thối nhũng. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phun chống teo cuống, ngăn chặn hình thành tầng rời, chống rụng hoa quả non. Đó là hai cái lưu ý mà mình nói với bà con khi mà chúng ta sử dụng và phân hóa mầm hoa đó. Thì những phương pháp này á, là mình nói cũng rất là cụ thể rồi, nhưng mà ở từng clip, từng cây trồng á, từng giai đoạn mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn, mình sẽ quay cụ thể hơn bà con. Thì với clip này mình chỉ nói sơ về cái quy trình là bón phân nha, đó bà con hiểu rõ là quy trình bón phân á. Còn những giai đoạn sau như là phát đọt non lần 2, lần 1, rụng quả non như thế nào á, mình cũng lưu ý bà con là có nghĩa là trong cái giai đoạn phân hóa mầm hoa á, bà con phải quan sát và bà con phun trước cho mình một đợt thuốc trừ côn trùng kết thúc nha, để tránh tình trạng khi mà nó ra hoa mà nó ra trái non á, là nó sẽ, nếu chúng ta không phun sâu vô á, sẽ bị hư hoa. Nên bà con xem thời tiết và điều tiết lúc cây bơ đó chúng ta phun trước đi, để cho nó không có bị côn trùng kết thúc, không bị bọ xít, bọ vần đó. Đó là mình khuyên cho bà con đó. Thì clip này mình nói cũng rất là cụ thể và chi tiết rồi, thì bà con cứ đăng ký kênh đi. Mình sẽ làm từ từ cho tới tháng 1, khi giai đoạn ra hoa mình sẽ quay quy trình làm bông làm hoa cho cây bơ, để bà con nông dân chúng ta ở xa, ở một số huyện khác không được hỗ trợ và không có thông tin hay là không có về kỹ thuật của cây bơ bút á, mà chúng ta trồng lên mà không có thu á, thì tội cho bà con nông dân chúng ta. Thì mình quay cái này mình cũng nói rất là cụ thể rồi, thì bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi từ từ nha. Thì mình sẽ chia sẻ hết tất cả cho bà con từ những giai đoạn, từ cách chăm sóc làm cành như thế nào. Thì ở những giai đoạn trước á, cách làm cành mình cũng nói rất là rõ rồi, rất là cụ thể rồi. Thì clip này mình cũng quay sơ cho bà con xem về một cái vườn của anh Tương á, và ở Đắk Đoa, Gia Lai, thì anh trồng cũng 500 gốc rồi nè, mình cũng quay và làm chi tiết làm cành cho anh á. Thì clip này mình cũng nói hết tất cả rồi, thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi kênh, thì mình sẽ luôn luôn cập nhật theo thời tiết và theo đặc điểm khí hậu ở Buôn Hồ, Đắk Lắk nói riêng nha. Vì khí hậu ở đây nó trong giai đoạn này là mưa rất là nhiều, nên quá trình phân hóa mầm hoa của cây bơ ở đây một số cây nó đang ra bông rất là nhiều, có nghĩa là trong một vườn 100 cây có thể ra 5 5 cây hoặc 10 cây ra hoa. Thì giai đoạn này ra hoa hầu như là bị hư hết, thì do nấm khuẩn đồ nó gây hiện tượng là thối hoa, gãy cánh hoa, không có khả năng mà đậu trái. Thì vẫn có đậu nhưng mà đậu sản lượng nó không có nhiều, vì nếu đậu sinh lý và trái đó thì cũng không đáng bao nhiêu. Thì khi ra thì cũng dễ bị bọ xít nó chích, ít quá bà con cũng không có phun được thuốc sâu quản lý côn trùng kết thúc. Thì ở đây là mình cũng quay bà con xem về cái clip mà mình hướng dẫn nông dân tại vườn làm cành, và cái thứ hai nữa mình cũng nói hết về cái quy trình bón phân. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi,
mình sẽ luôn luôn cập nhật những video tiếp theo cho bà con xem ạ. Xin cảm ơn bà con ạ.